Tu Kiệt Khải, người đến sau mang hạnh phúc viên mãn cho công chúa Triệu Mẫn. Cuộc hôn nhân của Giả Tình Văn và Tu Kiệt Khải từng khiến nhiều người ngờ vực. Nếu đã từng yêu thích Giả Tình Văn, chắc chắn ai cũng biết nàng Triệu Mẫn xinh đẹp xứ Tây từng trải qua một cuộc hôn nhân địa ngục và đau khổ khi kết hôn với thiếu gia giàu có Tôn Trí Hào. Những tưởng cuộc tình đẹp này sẽ viên mãn vì cặp đôi được nhận xét là khá xứng đôi. Nhưng sau đó không lâu, Giả Tình Văn mới nhận ra rằng mình đã đặt niềm tin nhầm chỗ. Kết hôn chưa được bao lâu, Giả Tình Văn bị nhà chồng nghi ngờ cố tình gài bẫy con trai để được gả vào nhà giàu. Có thông tin cho biết mẹ của Tôn Trí Hào còn yêu cầu con dâu xét nghiệm ADN, cháu gái mới chính thức chấp nhận cả hai mẹ con. Không những nghe theo lời đề nghị của mẹ, Tôn Trí Hào còn có hành vi bạo hành với Giả Tình Văn. Vì thiếu gia giàu có nhiều lần đánh đập Giả Tình Văn thầm tím mặt mày. Vì không thể chịu nổi cuộc sống kinh khủng này, năm 2010, Giả Tình Văn quyết định đệ đơn ly hôn. Vì không muốn vợ được thỏa mãn ý nguyện chấm dứt hôn nhân, Tôn Trí Hào đã bí mật đưa con gái sang Canada. Bất lực trước hành động của chồng, Giả Tình Văn đã mở cuộc họp báo với hy vọng các fan và giới truyền thông có thể ủng hộ, giúp cô có thể gặp mặt con gái và nhận quyền nuôi con. Cuối cùng, sau hơn một năm quyết tâm đòi lại con gái, Giả Tình Văn cũng được quyền chăm sóc và nuôi nấng cô bé. Đây có thể coi là trải nghiệm không thể nào quên trong cuộc đời của nữ diễn viên xinh đẹp nổi tiếng. Tuy nhiên, chính vì thế mà Giả Tình Văn không còn tin vào tình yêu và hôn nhân. Là mẹ đơn thân, Giả Tình Văn cố gắng trở lại showbiz, nhưng nỗ lực của cô không được đền đáp bởi Giả Tình Văn khó có thể lấy lại được ánh hào quang năm xưa. Sau khi ly hôn, Giả Tình Văn cũng gặp rất nhiều lời đồn không hay. Có lúc cô bị bắt gặp qua lại với người đàn ông lạ, cũng có lúc Giả Tình Văn bị đồn yêu đồng tính. Tuy nhiên, đây chỉ là những thông tin được theo dệt, chưa có kiểm chứng. Sau một thời gian dài, qua lời giới thiệu của người em trai Wesley, Giả Tình Văn gặp gỡ và quen với Tu Kiệt Khải. Nghe lời cậu em trai rủ rê chạy bộ, Giả Tình Văn đã quyết tâm rèn luyện thể lực, lấy lại tinh thần. Nam diễn viên Tu Kiệt Khải vốn là người thích chạy bộ nên đã giúp đỡ cô khá nhiều. Ban đầu cô chỉ coi Tu Kiệt Khải như một người em trai, là đàn em thân thiết trong giới giải trí vì Tu Kiệt Khải là diễn viên chưa mấy nổi bật. Giả Tình Văn tuy lớn hơn Tu Kiệt Khải 9 tuổi nhưng cô có gương mặt đẹp, thân hình gọn gàng. Nữ diễn viên nổi tiếng giống như một cô gái trẻ trung xinh đẹp thay vì là người phụ nữ đã từng qua một lần đò và có một cô con gái lớn. Nhiều người vẫn hiểu lầm rằng Giả Tình Văn và Tu Kiệt Khải là một cặp. Một lần, nàng Triệu Mẫn cùng em trai và Tu Kiệt Khải đi ăn. Trước khi về, Tu Kiệt Khải đã đưa tay xoa trán cô, rằng cô nghỉ ngơi sớm. Lúc đó, Giả Tình Văn bất ngờ có cảm giác rung động và dần dần ý thức được Tu Kiệt Khải cũng là một người đàn ông, không phải là cậu em trai thân thiết. Đến sau này, khi đã dọn về một nhà, Giả Tình Văn thường nửa đùa nửa thật với chồng. Anh không được xoa trán người khác đâu đấy. Từ mối quan hệ thầy trò, Giả Tình Văn và Tu Kiệt Khải phát sinh tình cảm dành cho nhau. Vốn hiểu và thông cảm cho Giả Tình Văn, Tu Kiệt Khải luôn quan tâm đặc biệt đến người con gái này. Tuy nhiên, mối quan hệ của hai người chưa hoàn toàn chính thức. Nếu như Giả Tình Văn đã ly hôn và có con, Tu Kiệt Khải lại là nam diễn viên trẻ điển trai chưa từng trải qua hôn nhân. Nhiều người cho rằng điều này có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ của cả hai. Nhưng Tu Kiệt Khải không hề coi trọng vấn đề này. Anh thường xuyên chơi với cháu nên có nhiều kinh nghiệm với trẻ con. Thỉnh thoảng, Tu Kiệt Khải đưa hai mẹ con Giả Tình Văn đi chơi và tham gia các hoạt động dành cho trẻ con như xem thú trong công viên. Nam tài tử trẻ cũng thường xuyên tổ chức tiệc ăn uống và mời bạn bè, người thân tới tham dự. Anh luôn rất biết cách để khiến cả hai mẹ con Giả Tình Văn vui. Giả Tình Văn từng tâm sự rằng con gái là cuộc sống của cô. Do chênh lệch tuổi tác với Tu Kiệt Khải, nữ diễn viên cảm thấy lo lắng, áp lực. Vì hiểu được điều này, Tu Kiệt Khải đã cố gắng làm chỗ dựa tốt nhất cho Giả Tình Văn, giúp cô có cảm giác an toàn. Đặc biệt cảm động trước sự quan tâm của Tu Kiệt Khải dành cho con gái mình, Giả Tình Văn bắt đầu đặt niềm tin vào người đàn ông này. Đến năm 2014, cánh phóng viên chụp được hình ảnh Giả Tình Văn và Tu Kiệt Khải cùng đưa con gái đi chơi. Trước đó, cặp đôi chỉ dính tin đồn gặp gỡ nhưng chưa chính thức. Tuy nhiên, sau khi hình ảnh này được đăng tải, Tu Kiệt Khải đã mạnh dạn bày tỏ tình cảm của mình dành cho Giả Tình Văn. Đăng ảnh Tình Văn trên trang cá nhân, Tu Kiệt Khải viết, "Em là món quà tuyệt vời nhất mà ông trời ban tặng."
Hiện tại Tô Kiệt Khải và Giả Tình Văn đã chính thức là vợ chồng, cặp đôi không tổ chức đám cưới rình rang như các cặp tình nhân khác. Tuy nhiên, rất nhiều người gửi lời chúc phúc cho hạnh phúc lứa đôi của cả hai. Tháng 5 năm 2015, Tô Kiệt Khải và Giả Tình Văn chào đón con gái Bubu. Đây là con gái chung đầu tiên của cả hai. Sau khi sinh con, Giả Tình Văn dành phần lớn thời gian ở nhà chăm sóc gia đình. Đối với cô, chuyện vui vẻ nhất chính là cùng chồng đi chợ, mua đồ ăn dự trữ cho cả nhà. Sự quan tâm chăm sóc của người chồng trẻ khiến Giả Tình Văn luôn ngập tràn trong hạnh phúc. Cô từng viết trên trang cá nhân. Từ khi cùng nhau tạo dựng nền mái ấm gia đình, anh luôn đốc sức hoàn toàn vai trò của mình, trở thành người chồng, người cha tuyệt vời. Anh hay nói mình không có nhiều thời gian, chưa kiếm được nhiều tiền cho gia đình nên lúc nào cũng cố gắng làm việc. Em biết anh muốn mang đến cuộc sống tốt hơn cho cả bà mẹ con, nhưng em chỉ muốn nói với anh rằng chúng ta đã rất giàu có bởi tiền bạc không mua nổi niềm vui, hạnh phúc gia đình. Cảm ơn anh đến bên đời em và làm chúng ta thành gia đình trọn vẹn. Đáp lại tình cảm của vợ, Tô Kiệt Khải từng chia sẻ, anh cảm thấy biết ơn Tình Văn vì đã giúp anh mạnh mẽ và dũng cảm hơn. Đối với Tô Kiệt Khải, điều anh sợ nhất chính là vợ lạnh lùng với anh. Từng có thời gian báo chí đăng tải nhận định Tô Kiệt Khải nhờ bóng vợ để nổi tiếng và bắt đầu được biết đến nhiều hơn. Tuy nhiên, theo thời gian, nhận định này dần biến mất. Sina từng đánh giá, Tô Kiệt Khải trong cuộc sống là người đàn ông có nụ cười mê hoặc. Anh là ngôi sao, không chú trọng đánh bóng tên tuổi, chỉ biết làm việc chăm chỉ. Hiện tại, Tô Kiệt Khải và Giả Tình Văn đã có thêm một thiên thần nhỏ thứ ba. Cô bé được đặt tên là Bo Bo. Sau cuộc hôn nhân địa ngục, lúc này, công chúa Triệu Mẫn đã có được một hạnh phúc viên mãn với gia đình nhỏ 5 người.